Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Ở kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2021 và bây giờ thì cũng là 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn có thể đăng ký kênh YouTube, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là chiếc sản phẩm là LG G7 các bạn nhé. LG G7 thì hôm nay nhà mình về được hai chiếc. Đấy, một chiếc màu đen là màu xanh đen này và một chiếc là màu gì nhỉ? Xanh sẫm các bạn nhé. Đấy. Một chiếc là màu xanh dương này và một chiếc là màu xanh đen này các bạn nhé. Và sản phẩm LG G7 này thì hai con này nhà mình này là bản sách tay Hàn Quốc nhé. Hai con này là máy bản sách tay Hàn Quốc này. Thì là con LG G7 thì là ngoại hình thì là máy còn 90/90%. Máy đẹp đen keng các bạn nhé. Con này cũng đẹp và con này thì cũng đẹp. Và gì nhờ LG G7 thì mình sẽ nói sơ qua qua. Đấy, về cấu hình, ngoại hình rất là đẹp. Thì cấu hình của nó là bản Hàn Quốc của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền 6 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Màn hình 2K này các bạn xem phim 2K, 4K, 8K cực kỳ tuyệt vời. Và nhất là ưu đãi là cái máy Hàn Quốc này nó có chip hỗ trợ âm thanh, các bạn nghe nhạc hay là cực kỳ to và rõ và rất là sướng các bạn nhé. Với phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, các bạn dùng quá tuyệt vời luôn. Đấy, LG G7 dùng rất là bền các bạn nhé. Thì mình sẽ vào coi như là nghe nhạc cho các bạn luôn nha các bạn nhé. Đấy, đấy, nghe cực kỳ to và hay luôn. Đấy, nó hỗ trợ cái dòng Hàn Quốc, nó sẽ hỗ trợ cái chip âm thanh, các bạn nghe nhạc cực kỳ là phê các bạn nhé. Đấy các bạn, 2K, 4K, 8K các bạn xem hình ảnh rất là sắc nét các bạn nhé. Đấy. Đấy, nghe nhạc cực kỳ là sướng luôn, to bự luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 này các bạn nhận hàng cho mình là sớm nhất các bạn nhé. Đấy. Đấy, nghe nhạc cực kỳ là sướng luôn. Đấy, bạn nào thích sản phẩm LG G7 thì các bạn nhận hàng cho mình là sớm nhất. Một qua Zalo, nếu mà Zalo mà tin nhắn thì mình không trả lời kịp thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng và đây địa chỉ cửa hàng mình. Gần các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa bên mình có Shipco nên các bạn yên tâm, nhận hàng bên mình thì có kiểm tra hàng thanh toán nên là các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì các bạn ra thì cứ lỗi được một tuần và bảo hành 6 tháng cho các bạn nên các bạn yên tâm sử dụng nhé các bạn nhé. Và con LG G7 này thì là gì đây? Đấy, con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 2.900.000 nhé. Con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 2.900.000 này. Đấy. LG G7 thì bên mình đang bán các bạn giá là 2.900.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 màu xanh đen và màu xanh nhạt này thì các bạn nhận hàng về sớm nhất nhé. Đấy, 2.900.000 cho các bạn nhé. Màn hình con này thì là màn hình đẹp keng nhé, không ám bố hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. Rất là ok luôn. Màn hình 2K rất là tuyệt vời các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con Oppo A3s này. A3s này thì hôm nay mình về con này, lâu lắm thì mình về con A3s, hình rất rất là đẹp nhá. Con này thì là ngoại hình còn 90 luôn, 90% luôn, khách dùng cái ốp giữ từ đời đầu luôn các bạn nhá. Con Oppo A3s này thì mình sẽ xem cho bạn là cấu hình là bao nhiêu GB luôn. Đây ạ. RAM con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Màn hình con Oppo F7 à gì nhỉ, con Oppo A3s này thì màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Độ phân giải là gì nhỉ, màn hình của nó là HD cộng. Gì nhờ pin con này là pin 4.000, hơn 4.000 các bạn nhé. Con Oppo A3s này hai camera sau này, con này thì các bạn con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.500.000 các bạn nhé. Đấy, con Oppo A3s này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.500.000. đây, tặng kèm cho bạn một cái ốp luôn. Đây, con này hôm nay vừa mới thâu của một gia đình dùng rất là giữ gìn luôn. Đấy, này có một cô con gái rất là xinh các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này 1.500.000 này các bạn nhận hàng liền sớm nhất nhá. Đấy, năm 2021 rồi, điện thoại cũ rất là rẻ thì các bạn tha hồ lựa chọn điện thoại cũ các bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con S8 này. S8 giá rẻ. S8 này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 2.000.000 thôi các bạn nhá. Mình sẽ nói chi tiết qua về sản phẩm con này thì là ngoại hình thì là máy còn 90/90%. Con S8 này là con này là bản F này. Con này là bản F 1 SIM nhá. Đây, con này là con bản F này, 1 SIM này. Cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình con này thì là hơi ám nhẹ một chút này. Đây, hơi ám nhẹ một chút thôi. Thì là tình trạng hơi ám nhẹ một chút và một rịa một tí kính ở chỗ khu này.
thì mình sẽ mai mình sẽ dán cho bạn miếng là cường lực vào. Nói chung là vết này sẽ mờ đi cực kỳ là nhiều các bạn nhé. Có khi các bạn còn không nhìn thấy cơ. Con S8 giá rẻ này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng. Các bạn mua S8 này về để trải nghiệm chơi game, xem phim, nghe nhạc. Màn hình của nó là tràn viền với cả là 2K, các bạn dùng cực kỳ là sướng luôn. Giá chỉ với giá là 2 triệu đồng thôi các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 mà 2 triệu đồng này các bạn nhá, hàng được sớm nhất nhá. Bản ép bản một sim nhá. Đấy. À, bánh S7 rồi. Đây. Nhà mình thì có con đây, iPhone thì hôm nay nhà mình về được con 7 Plus nhá. Đấy, con iPhone 7 Plus này thì là ngoại hình rất là đẹp luôn này. Máy còn 90%. Con iPhone 7 Plus này. Đấy. iPhone 7 Plus thì con này là main, bao cho bạn là main zin, màn zin. Con này thì là gì nhở? Con này thì là phiên bản quốc tế nhá, 32GB nhá. Đấy. Con này có phiên bản là 7 Plus này, phiên bản quốc tế 32GB. Đấy, con này là bản của bản LLA luôn các bạn nhé. Pin con này là tình trạng pin con này 87%, pin rất là ngon các bạn nhé. Pin còn 87%, pin rất là ngon luôn. Vân chân vân tay đầy đủ. Máy màu trắng. Đấy, ngoại hình thì là máy còn 90%. Con iPhone 7 Plus này mình đánh giá cực kỳ là ngon và cực kỳ là zin luôn các bạn nhé. Con iPhone 7 Plus này thì bên mình sẽ thanh lý bạn giá 4.500.000 nhé. iPhone 7 Plus này thì bên mình đang thanh lý bạn giá 4.500.000. Con này là phiên bản gì nhỉ? Mỹ 32GB các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 Plus pin 87% này các bạn nhà hàng được sớm nhất nhá. Đấy. 4.500.000 cho các bạn thôi nhá. Đấy, rất là rẻ luôn. Đây, và hôm nay thì nhà mình về được con này iPhone 8 Plus. Đấy, iPhone 8 Plus. Thì là ngoại hình con này thì máy còn 90%. Phải phẩy đôi chỗ thôi các bạn nhá. Đấy, phải phẩy đôi chỗ đây, chỉ phải phẩy một tí đây thôi. Đấy, iPhone 8 Plus này. iPhone 8 Plus này thì là hôm nay thì mình nhập lại của khách thì là khách cũng đã thay pin mới 100% rồi. Đây ạ. Khách cũng đã thay pin mới 100% rồi các bạn nhá. Các bạn về yên tâm sử dụng luôn. Không bây giờ phải lo pin hay bủng hay thay pin nữa. Đây ạ. Con này cũng là bản LLA này. Đấy. 64GB các bạn nhá. Đấy, con này là bản Mỹ 64GB luôn. Con này thì mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin, chưa sửa chữa hay chưa ép kính gì. Đấy, main zin, màn zin luôn nhá. Đấy, kính cam của nó còn chưa tí xước nó luôn. Rất là đẹp luôn, mặt lưng rất chắc chắn luôn. Đấy, iPhone 8 Plus, con này là một chủ, dùng rất là ok, giữ gìn luôn. Và sản phẩm iPhone 8 Plus này mình bao cho bạn là main zin, màn zin. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ, 6.200.000 các bạn nhé. iPhone 8 Plus này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 6.200.000 cho bạn nhé. 6.200.000. Pin thì là pin 100% cho bạn đấy nhá, nên các bạn yên tâm về sử dụng luôn. Đấy, iPhone 8 Plus thì nói thật các bạn về quay phim hay làm vlog rất là tuyệt vời luôn. 6.200.000 cho các bạn nhé, màu gold nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 8 Plus này thì các bạn nhận hàng sớm nhất nhá. Đấy, 8 Plus này, 7 Plus này. Đấy, cam rất là giống nhau, chỉ khác mỗi cái một lưng kính và một lưng nhôm nhé các bạn nhé. Đấy, mua iPhone bên mình các bạn cứ yên tâm đi, giá cực kỳ là rẻ như vãi luôn. Đấy ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con Lot 9 này. Lot 9 màu tím này. Ngoại hình thì là máy còn 90%. Lot 9 thì của nó là màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Thì con Lot 9 nhà mình bên này thì bên mình thì là màn hình đẹp keng nhé. Không ám màu hay không lưu ảnh gì. Ngoại hình thì là máy còn 90%. Con này thì là bản màu tím các bạn nhé. Đấy, bản màu tím rất là đẹp luôn. Con này thì mình sẽ thanh lý giá lợn chết cho bạn này. Đấy, Lot 9 này, bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Thì con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 6 triệu đồng. Đấy, 6 triệu đồng. Các bạn mua về tặng các chị em phụ nữ rất là tuyệt vời. Lot 9 có hỗ trợ cái bút này, bút Eiffel này. Các bạn viết lách hay là các bạn mà bấm bút chụp ảnh rất là tuyệt vời luôn. Đấy, Lot 9 rất là hay tính năng đấy các bạn nhá. Các bạn bấm bút sẽ là chụp ảnh luôn các bạn nhá. Đấy, các bạn chụp trộm hay quay phim trộm rất tuyệt vời luôn. Đấy, máy đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy, Lot 9. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 6 triệu đồng. Được cái là màn hình đẹp keng luôn này. Không ám mồ hôi, không lưu ảnh gì. Các bạn nhận được con này thì các bạn khỏi phải chê luôn. Quá tuyệt vời luôn các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 9 này, mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân, hoặc là bồ nhí hay là bạn cho vợ, thì các bạn nhận hàng được sớm nhất nhá. Đấy, giá chỉ là giá 6 triệu đồng cho các bạn nhé. Rất là ok luôn. Đây ạ, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con gì nhờ? Con này là con Oppo A31 này. A31 thì là màn hình của nó là 6,5 inch luôn. Pin thì cực kỳ là trâu. Con Oppo A31 này thì là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình là 6,5 inch tràn viền các bạn nhá.
Còn Oppo A31 này thì là ngoại hình thì là máy còn 90%, đấy. Vẫn còn tem, nguyên tem ni lông này. 1, 2, 3 camera, một đèn flash, mở khóa vân tay, khuôn mặt các kiểu luôn. Còn Oppo A31 này được cái là phiên bản 128GB các bạn, tha hồ lưu trữ và dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.700.000 nhé. 2.700.000 con Oppo A31 này các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A31 màu xanh trắng này các bạn nhé, hàng cho mình sớm nhất các bạn nhé. Đấy, 3 triệu, à gì nhở, 2.700.000 các bạn nhé. Đây, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về, con này là con Samsung gì nhở, con này là Samsung gì nhở, Z6+ các bạn nhé, Z6 Plus. Z6 Plus của nó là phiên bản, nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB, màn hình của nó là tràn viền, màn hình của nó là to bự 6 inch các bạn nhé, được cái là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này là bản công ty, con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng này. Ngoại hình thì là máy còn độ 90% các bạn nhé. Con Samsung Z6 Plus này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.700.000 đấy, 1.700.000 các bạn là xíu, là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z6 Plus này, các bạn hãy lấy sớm nhất nhá. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân những con như này thì các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời. Còn những con Oppo A7s này giá hơn 1 triệu là dùng rất ok các bạn nhé. Đấy, hoặc là các bạn nào mà đam mê lót này, các bạn có thể xài lót 3 này. Lót 3 này thì là màn hình bên mình thì đẹp keng nhá, không ả mố hay không lưu ảnh gì đây ạ. Màn hình lót 3 thì màn hình đẹp keng, không ả mố hay không lưu ảnh gì. Màn hình con này là màn hình của nó là AMOLED nhá, cho hiển thị hình ảnh cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn luôn nhá. Con này thì là rất là đẹp luôn này. Đây, máy rất là đẹp luôn này. Đây. Con này rất là đẹp luôn này, vẫn còn tem của hãng Samsung luôn này, là vẫn còn tem hãng Samsung nhá. Note 3 này mình nhìn đánh giá rất là ok luôn, vẫn còn tem hãng Samsung này. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Con Note 3 này của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Thì là có hỗ trợ là cái bút Eiffel này các bạn, viết hay là vẽ như kiểu Note 9 luôn. Đấy các bạn. Nhưng cái bút của nó thì nó hơi tù một tí, nó hơi to và tù một tí, nó không xịn sò như bút Note 9. Con này thì là màn hình đẹp keng này. Đấy, chữ rất là to và LED này, 1, 2, 3 này. Đấy, về các bạn mua về tặng cho ông bà mà tuổi cao mắt kém thì rất là tuyệt vời luôn. Được cái là màn hình AMOLED thì hình ảnh cực kỳ tuyệt vời. Con này thì mình hoặc các bạn mua về để sưu tầm cũng được nhá. Con Note 3 ngày xưa là mấy chục triệu đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý với bạn với giá là cực kỳ là rẻ thôi. RAM 3, bộ nhớ 32GB, 1 triệu cho các bạn nhá. Về trải nghiệm dùng lướt lướt nghe gọi xem phim các kiểu rất là ok nhá. Đấy, chữ rất là sắc nét các bạn nhá. 1 triệu đồng cho các bạn nhá, con Note 3 này các bạn nhá. Đây ạ, à. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay bên em giới thiệu với các bạn là con S7 này. S7EA các bạn nhé, lâu lắm thì mình về con S7EA này. S7EA này, con này là bản gì nhở, 1 SIM nhé. Con này là bản Hàn 1 SIM luôn. Đấy, đây, S7EA này, S7NG này, con này là bản Hàn 1 SIM này. Đấy, bản Hàn 1 SIM. Ngoại hình thì là máy con này thì là ngoại hình máy còn 90%. Con S7e này thì là rất là hiếm nhá, dạo này rất là ít hàng nhá. Con này thì là màn hình đẹp keng nhá, không ả mố hay không lưu ảnh gì, màn hình của nó là tràn viền cong rất là đẹp luôn này. Ngày xưa con này cũng mấy chục triệu đấy các bạn nhá. Con S7e này thì mình sẽ xem cho bạn là bản bao nhiêu ghi và RAM thì như nào. Bộ nhớ trong thì 32GB thì đồng nghĩa với RAM con này là RAM 4GB các bạn nhá. Con này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình đẹp keng luôn này. Đây. Không ả mố hay không lưu ảnh gì, rất là đẹp luôn. Ngoại hình thì cũng rất là ok luôn các bạn nhé, còn 90% luôn các bạn ạ. Đây, màu gold rất là đẹp luôn, bản Hàn 1 SIM. Đấy. Con S7e 1 SIM này thì mình sẽ thanh lý về giá cho bạn là giá lợn chết. 2 triệu gì nhỉ? 500k các bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu rưỡi nhé. S7e này 2 triệu rưỡi. Đấy. Bản Hàn 1 SIM, màn hình đẹp keng luôn, thanh lý cho bạn với giá rẻ hơn cả giá màn hình luôn. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e 2.500k này các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, con S7e này dùng rất ok, rất là sướng luôn. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn ưng là sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Nếu mà tin nhắn Zalo mình không trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ cho mình là sớm nhất qua hai số điện thoại, hoặc là gần các bạn thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì mình có ship cô
nhận hàng thanh toán, nếu bạn kiểm nên là các bạn kiểm tra, các bạn yên tâm nhận hàng các bạn nhé. Và bây giờ cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.